hội nhưng mà anh không thao tác trên phần mềm Smart PS được đâu. Anh phải thao tác ở trên bằng địa chỉ IP hoặc là bằng đầu vi của anh là đầu XVR đuôi X hả anh? Cái đầu đấy nó có sẵn cái tính năng đấy rồi nhưng mà anh không thao